toàn bài này là một cái tiết tấu duy nhất, đó là liên ba đơn. Và nhiều bạn sẽ cảm thấy đó là một thử thách, các bạn sẽ đàn không có đều, mà đã là liên ba đơn thì phải là thêm chữ đều vô nữa, liên ba đơn đều. Và các bạn biết là nhiều bạn khi mà mình làm việc á, là các bạn hay đàn như vậy lắm nào. Đó, đúng không, đúng không? Học trò của Phi có vậy không Phi? Có vậy không? Có không? Dạ có. Đó, Phi đang quay phim gì mạnh đó các bạn. Và thậm chí là cũng không nhớ tên tác giả luôn các bạn. Nó tên là Romance Tình Yêu, hay là Romance d'Amour, Romance dành cho guitar chơi. Nhưng mà khi mà mình chơi tác phẩm này trên piano, mình thấy nó vẫn hay, nó vẫn truyền tải được cảm xúc rất là tuyệt vời. Nên mình muốn được chia sẻ với tất cả các bạn cái cách mà chúng ta có thể chơi một cái tác phẩm Romance viết bất hủ và huyền thoại như thế này trên piano sẽ như thế nào. Không khó đâu, hãy cùng với Mạnh khám phá cái cách mà chúng ta có thể chinh phục một cái tác phẩm hay như vậy, huyền thoại như vậy trên piano nhé. Rồi nghe không, mình nổi cả da gà, tự hát từ nổi da gà luôn các bạn. Bởi vì giai điệu quá hay. Các bạn biết là bài này được viết ở mi thứ, là gồm những cái nốt nhạc này nè, mi thứ. Si 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 la son son fa mi mi son si. Do do si la la si do si do si re thang do si si la son son fa thang mi fa 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 son fa mi. Đó, các bạn đàn được giai điệu này chưa? Đàn được chưa? À, nè, trước khi mà các bạn thêm những cái nốt nhỏ nhỏ ở giữa đó thì các bạn nhớ cho mình là phải đàn thật là tốt, thật là rành những cái nốt nhạc này trước nha, nha các bạn. Còn ngón tay thì các bạn cũng có thể dùng ngón nào cũng được đó. Riêng mình thì mình hay dùng ngón 3, ngón 4, ngón 5, tại vì nó là những cái nốt ở trên cao. Và những cái nốt là ngón 2, ngón 1 á, dành cho hai ngón này thì mình sẽ cho những cái nốt nhỏ nhỏ, nốt gọi là nốt rosier, nốt hoa mỹ đó nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khám phá coi những cái nốt mà rosier đó nó có dễ không, và nó có dễ nhớ, dễ đưa vào đầu mình không ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha. Nào, các bạn xem nha. Si 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 la son son fa mi mi, đúng không? Thì các bạn nhớ ở đây là mi thứ, nên chúng ta sẽ phải nhớ là mi thứ thì gồm có mi, son và si, đúng không nào? Thì chúng ta có thể đàn si mi si cũng được, đúng không? Ba nốt này nó cũng nằm trong mi thứ luôn. Đó, khi mà các bạn đàn si si giai điệu ở trên cao này nè, bằng ngón 5, 4, 3, thì các bạn có thể bổ sung nốt si và nốt mi này với ngón 1 và ngón 2 ở đây nha. Thì chúng ta có si, mi, si. Đó, cứ thêm mi, si vào cho mạnh nha. Bắt đầu nha, các bạn tập trung vào nha. Si mi si si mi si si mi si si mi si la mi si son, được chưa? Son đó, đến son này nè, các bạn sẽ chuyển qua si son, nó cũng nằm trong mi thứ luôn. Son si son fa si son mi si son mi si son son si si son mi. Nhớ nha, khi đi lên nè, chúng ta có thể đảo các nốt trong hợp âm mi thứ để chúng ta có thể chuyển động giai điệu đi lên. Và những cái nốt hoa mỹ này nó cũng cuồn cuộn, nó đi lên theo hình cuốn chiếu như thế này các bạn. Si son mi on mi si si son mi, đó, được chưa các bạn nha? Ok, được không nào? Đó, giai điệu rất đơn giản và chúng ta thêm những hoa mỹ cũng đơn giản như vậy. Nhưng có ba điều các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ phải đàn với pedal nha. Và khi mà các bạn đạp pedal đó thì các bạn cũng sẽ giữ lâu. Đó, cứ giữ lâu như vậy cho âm vang này nó vang lên, các bạn nghe không? Đó, nó cứ vang như vậy nè. Và hết hai ô nhịp thì các bạn mới chuyển qua
một cái pedal mới nha, chứ các bạn không có thay đổi pedal liên tục như này, đừng thay đổi từng nhịp như một như vậy thì nó dễ bị đứt khúc lắm. Đó, đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Chúng ta đến gạch đầu dòng thứ hai nè. Gạch đầu dòng thứ hai là các bạn sẽ phải làm rõ cái giai điệu, chứ không được làm rõ những cái nốt hoa mỹ. Các bạn nghe mạnh đàn nè, đây những nốt này rất là nhỏ luôn các bạn, thấy không? Đó, những cái mi xì này rất là nhỏ luôn, các bạn đừng đần to nha. Cái điều thứ ba là các bạn sẽ phải theo cái giai điệu đó mà các bạn tạo ra cái màu sắc âm thanh của mình. Các bạn nhớ không? Rất cơ bản thôi. Khi mà giai điệu đi xuống thì âm nhạc của mình sao? Nó cũng lặng lại. Còn khi mà giai điệu nó đi lên, cao lên thì âm nhạc của mình nó cũng sẽ bừng sáng hơn một tí nha. Các bạn nghe mình đừng lại lần nữa nha. Là đi xuống là nhỏ lại, trùng lại, nhỏ lại. Nhỏ thôi. Rồi đi lên. Đó, các bạn thấy không nào? Ok. Yeah, dễ ha. Chúng ta sẽ đến với ô thứ 5. Ô thứ 5 là chuyển qua mi trưởng. Mi trưởng gồm có mi, son, thăng, si. Thì giai điệu của chúng ta có mi, 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 re, đô, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ kẹp nốt son thăng và nốt mi nữa. Là chúng ta có gì? Son thăng và mi ở đây. Son thăng, đó. Đó, mình lần lại nha. Mi, si, mi, son, mi, mi, son, mi. Được dễ không nào? Ok, mình lần lại lần nữa nha. Rồi sau đó chúng ta qua la thứ. La thứ gồm có là, đô, mi. Mình sẽ kẹp hai nốt hoa mỹ là đô và mi ở đây. Đô, si, la, si. Rồi qua si trưởng gồm có si, pha, thăng, rê, đô. Đó. Đó. Ngón tay thì mình sẽ chọn cái ngón nào mà nó phụ, mình sẽ đờ ngón 1 và ngón 2. Còn nó chính mình sẽ đờ ngón 4 và ngón 5. Còn ngón 3 đó thì mình linh động đi. Cái chỗ nào mà mình cảm thấy thoải mái mình chơi ngón 3 vào. Còn nếu không thì cứ giai điệu là 4, 5. Còn nốt phụ là ngón 1 và ngón 2. Đơn giản vậy thôi. Đô, si, re, đô, si. Rồi mi thứ trở lại là mình sẽ đờ mi si trở lại. Đó. Rồi hoặc là si mi, si son. Rồi si trưởng mình sẽ là si, là hoặc nốt, nốt ở giữa son pha và kết thúc luôn. Mi si son, mi si son, mi si son, con. Yeah, xong đoạn quan trọng nhất của bài rồi đó. Đoạn 1 là đoạn mà mình nghĩ rằng á là ai cũng muốn chinh phục hết, đúng không? Bây giờ mình sẽ đàn trọn vẹn lại tay phải của đoạn 1 cho các bạn nghe nha. Này cho mình bổ sung tí xíu là không phải là si trưởng mà nó chính xác hơn nữa là si 7. Mình sẽ chơi si là nó sẽ hay hơn, nghe nó mênh mông hơn, nghe nó mang mát hơn. Yeah. Rồi trở về đây. Trái chúng ta sẽ đàn theo một cái quy tắc rất là nhất định, rất là rõ ràng nha, và nó xuyên suốt hết toàn bài luôn. Là ví dụ đối với học âm mi thứ thì chúng ta sẽ đàn những cái nốt là mi, si, mi cao. Và sau đó chúng ta chuyển qua ngón 2 từ ngón 1 mi này nè, chuyển ngón 2 là nó son. Ok, sau đó chuyển lại mi, si, mi. 1, 5, 8. 1, 5, 8, 10. 8, 5, 1. Ok, được không nào? Rồi, bây giờ nói thì có vẻ hơi rối. Bây giờ mình đàn luôn cho các bạn nghe nha. Mi thứ nè. 1, 5, 8, 10. 8, 5, 1. Được không? Mi thứ nè. Mi, si, mi, son. Đó, chúng ta cứ ba nốt bên tay phải sẽ là một nốt bên tay trái, bởi vì tay phải chúng ta đàn nó chính với lại nốt hoa mỹ theo hình thức là nốt liên ba đơn, có nghĩa là ba nốt là một nhịp. Thì cứ một nốt bên tay trái là một nốt đen là một nhịp đó, đi với ba nốt
liên ba đơn này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái sự hòa hợp giữa hai tay rất là rõ ràng. Thì các bạn nghe nha. Mi si mi son mi. Rồi ráp vô nào đây. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1. Đó. Rồi tương tự như vậy mi trưởng thì chúng ta sẽ có mi si mi son thăng. Nhớ nha. Bum si mi bum bum son thăng. Rồi qua la sẽ là mi la đô. Chúng ta sẽ có 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Rồi qua si chúng ta sẽ có si fa thăng, si re thăng là đúng si trưởng luôn đó các bạn. Si bum 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 bum. Sau đó chúng ta trở về mi thứ. Si. Đó. Si. Rồi sau đó chúng ta qua si 7 thì si 7 là dành cho tay phải có nó la thôi. Nhưng mà tay trái thì chúng ta vẫn đàn si trưởng bình thường, không sao hết. Si, re thăng. Rồi chúng ta trở về mi. Và chúng ta cuối cùng ta rải mi thử ra. Sau đó chúng ta quay trở lại lần nữa. Đó, lặp lại y chang như vậy luôn các bạn. Chúng ta đã xong đoạn 1 rồi đó. Bây giờ chúng ta qua đoạn điệp khúc đoạn 2 nha các bạn. Đoạn 2 thì nó chuyển hoàn toàn qua từ mi thứ sang mi trưởng luôn. Chứ nó không phải là ly điệu nữa mà nó là chuyển điệu luôn các bạn. Chuyển điệu qua mi trưởng. Thì các bạn biết mi trưởng sẽ có 4 dấu thăng. Còn mi thứ có 1 dấu thăng thôi đúng không? Thì khi mà các bạn đến với đoạn mà 4 dấu thăng là mi trưởng như thế này thì các bạn phải nhớ cho mạnh là 4 dấu thăng đó là 4 dấu thăng gì? 4 dấu thăng gì nào? Fa thăng, đô thăng, son thăng và re thăng. Thì tất cả những cái nốt fa thăng, đô thăng, son thăng, re thăng này các bạn phải lên nửa cung hết, là lên đàn hoàn toàn bằng tiếng đen cho 4 cái nốt này nha các bạn. Nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta nhớ cái giai điệu của nó là gì? Son thăng, son son fa mi mi re 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 đô. Đô thăng kép. Re đô 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 re đô đô si 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 đô re mi. Cái đi lên là lớn lên và đi xuống thì nhỏ lại. Do do si la son 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 la fa mi 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 mi. Và chúng ta sẽ kẹp những cái nốt ở giữa tạo thành những cái liên ba đơn rất đều đặn cho cái đoạn này nó như thế nào đây các bạn nghe nha. Mi trưởng thì chúng ta sẽ thêm hai nốt si và son thăng nhé. Son si son thăng. Đến đây là mi re 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 đô re thì chúng ta qua si trưởng thì chúng ta sẽ kẹp hai nốt la và fa thăng, và la này nó chính là âm 7 của si trưởng thì mình gọi nó là si 7 đi ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái đoạn mà cái câu mà nó có hợp âm si 7 ở đây, mi la fa thăng. Rồi cứ thế mà đàn la fa thăng thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cũng là si luôn các bạn. Nhưng mà giai điệu vẫn là giai điệu là nốt đô thăng đúng không? Và re thăng. Nhưng mà giai điệu thì như vậy. Còn cái phần mà nhỏ nhỏ này nè, chúng ta vẫn sẽ đàn hai cái âm trong hợp âm si trưởng là fa thăng và re thăng. Đó, nhớ nha. Rồi chúng ta qua đô thăng đúng không? Ở đây mi trưởng thì chúng ta sẽ kẹp hai cái nốt ở giữa là son thăng và mi. Tiếp tục kẹp son thăng và mi nha. Re bình. Rồi tiếp theo la trưởng thì chúng ta sẽ kẹp hai nốt mi và đô thăng ở đây. Và vẫn đàn liên ba đơn nha các bạn. Rất là đều nha. Rất là đều luôn. Và trở về mi trưởng. Đó, xong rồi đó. Toàn bài này là một cái tiết tấu duy nhất, đó là liên ba đơn. Và nhiều bạn sẽ cảm thấy đó là một thử thách. Các bạn sẽ đàn không có đều, mà đã là liên ba đơn thì phải là thêm chữ đều vô nữa, liên ba đơn đều. Và các bạn biết là nhiều bạn khi mà mình làm việc á, là các bạn hay đàn như vậy lắm nào. Đó, đúng không, đúng không? Học trò của Phi có vậy không Phi? Có vậy không? Có không? Dạ có. Đó, Phi đang quay phim giùm mạnh đó các bạn. Chúng ta thấy là tới tầm bom bom là không đúng, là không ra chất romance của
trần giao guitar đâu, mà chúng ta phải làm sao mà chúng ta phải mô phỏng được cái sự rất là mềm mại và đều đặn như một cái tấm lụa vậy đó, rất là mềm mại và đều đó. Cái này các bạn phải tập nha, tập kỹ thuật đó nha. Đó, được không các bạn? Đó. Và điều lưu ý thứ hai nữa là khi mà các bạn chuyển qua cái đoạn này nè, thì âm thanh của chúng ta nó sao, nó sáng hơn hay là nó tối lại? Nó bừng sáng hơn, bởi vì nó qua trưởng mà. Cứ nhớ, thứ là đượm buồn, là mang mát, còn trưởng là nó sẽ phải tươi sáng hơn một tí xíu, nó hy vọng hơn một tí xíu, nó vui hơn một tí xíu nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bên tay trái. Tay trái mi trưởng thì cũng cơ bản vậy luôn, rất đơn giản. Nhưng qua sau mi trưởng này chúng ta qua si trưởng, thì có một điều á, mình sẽ không đờn si trưởng nguyên vị, mình sẽ đờn si trưởng đảo hai. Thì chúng ta sẽ có là si pha, xin lỗi, pha thăng, si, rê thăng, pha thăng. Thì nó sẽ tạo ra được cái màu nó khác hơn. Để sau đó, sau hai ô nhịp của si trưởng, mình sẽ chuyển qua lại si trưởng nguyên vị là si, pha thăng, si, rê thăng. Đó, rồi sau đó mình trở về mi trưởng bình thường. Rồi sau đó qua la, rồi trở về mi, và quay trở lại si và trở về mi. Ok. Rồi, vẫn tiếp tục giữ máy nha Phi Phi. Mình sẽ đàn trọn vẹn lại cái đoạn này cho các bạn nghe luôn nha. Mình qua si trưởng nhưng mà đảo hai nè. Qua mi trưởng nè. Vẫn mi trưởng nha các bạn. Dễ không? À, xin lỗi. Giữ máy nha. Các bạn biết không? Sự thật đó nha, để có thể đàn được cái bài này á, mình cũng phải tập đi tập lại rất là nhiều lần luôn. Lúc mà quay cho Phi vẫn đầm vấp tới vấp lui. Bởi vì sao? Bởi vì nó hay giấc, rất là hay dễ bị là nhảy quãng xa, rồi cái mình nhảy không có định vị đúng. Cái thứ hai nữa là cái hai cái tay của mình nè, nó rất là dễ bị dính lại với nhau, bởi vì hai nốt nó rất gần nhau luôn, và nó phải san sẻ với nhau về cái vị trí, về cái khu vực mà cả hai tay phải chơi. Nên đó là các bạn phải làm sao mà đàn có thể đàn staccato cũng được, bởi vì mình có pedal rồi, mình có sự hỗ trợ của pedal, cứ hai ô nhịp là mình thay đổi pedal một lần mà. Nên là các bạn có thể đàn staccato, và quan trọng nhất các bạn phải xử lý pedal cho nó khéo léo, nó tinh tế thôi nha các bạn. Thì khi mà bạn đàn staccato bạn giật tay nhanh á, thì cái tay trái á, nó sẽ có không gian và thời gian để nó có thể chuyển động, và nó không bị dính phím ở bên tay phải, và cũng như là bị mất nốt. Đó là cái điều rất là thử thách dành cho các bạn mà chơi tác phẩm này. Đây nha các bạn. Các bạn thấy là khi mình chơi tác phẩm này á, là hoàn toàn mình cứ nói là ôi dễ quá đúng không? Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn là có những cái thử thách trong cái tác phẩm này mà các bạn vượt qua, đó chính là về tiết tấu liên ba đơn. Các bạn sẽ phải đàn rất là đều. Cái thứ hai nữa là sự kết nối giữa hai tay nó sẽ rất đồng điệu, để nó không có bị dính ngón. Và cái điều nữa là các bạn sẽ phải làm sao cho âm nhạc của mình nó trôi, và nó tạo ra một cái hình ảnh cụ thể nào đó. Khi mình đàn tác phẩm này, mình tưởng tượng ra mình đang tạo ra những cơn gió mát lành, một cái dòng sông lững lờ trôi, kiểu mà giống như ở Pháp á, dòng sông Seine đó các bạn. Đó, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thoát, nó rất là bồng bềnh như một dòng sông. Đó, thì cái đó là cái mà mình nghĩ là nó là thử thách. Chứ còn về nốt nhạc thì mình nghĩ là nó không khó đâu. Về hòa âm thì nó cũng có ba hợp âm chính là mi thứ, rồi qua la thứ, rồi qua si trưởng thôi. Rồi qua một cái chuyển điệu là mi trưởng thì nó cũng hòa âm 1-4-5 thôi. Nó không khó tí nào hết. Nhưng mà để cuốn hút được người xem, để cuốn hút được người nghe, đó là một cái trải nghiệm, một cái tư duy âm nhạc của mỗi chúng ta. Các bạn phải để ý cho mạnh là làm sao để tạo được âm thanh nó hấp dẫn, nó quyến rũ như thế nha. Thì có những cái gạch đầu dòng mà mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy, để hy vọng rằng là các bạn lấy cái đó là một cái gợi ý để các bạn có thể chơi tác phẩm này nó hay hơn. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng nghe Mạnh đàn trọn vẹn lại tác phẩm này một lần nữa, để feel cùng với Mạnh trong cái bản Romance dành cho guitar này nhé. Thank you.
đàn xong cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn các bạn ơi. Và mình cũng nghĩ rằng đây là một cái tác phẩm có thể là các bạn sẽ chơi khi mà các bạn cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống, đặc biệt là trong một cái thời gian mà rất bộn bề, rất là nhiều xáo động, rất là nhiều stress như thời điểm hiện tại, thì bản romance này có thể là một phần trong cuộc sống nghệ thuật, cuộc sống âm nhạc của các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Mạnh Piano trong chuỗi Mạnh Piano Tutorial, và mình hy vọng rằng sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn. Và các bạn đừng quên là nhấn like, share, subscribe và nhấn notification bell để Mạnh có thể chơi âm nhạc và chia sẻ âm nhạc với các bạn mỗi ngày nha. Và bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn ha, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.